Giá cà phê hôm nay ngày 26 tháng 6, dù ta tăng sốc, gần 1.700 USD mỗi tấn, trong nước tiến tới mốc 36.000 đồng mỗi kg. Giá cà phê hôm nay ngày 26 tháng 6 trong khoảng 34.800 đến 35.700 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê hai sản phái sinh tăng mạnh, Robusta sắp cán mốc 1.700 USD mỗi tấn. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 34.800 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Gờ A đã là giá cà phê hôm nay ở mức 35.700 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đà Lắc, Buôn Hồ, đã là giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 35.600 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 35.600 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 35.500 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 35.500 đồng mỗi kg, chưa prong, ở Pleiku và Lager dài cùng giá 35.600 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 35.500 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục tăng trung bình 400 đến 500 đồng mỗi kg. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2021 tăng 68 USD mỗi tấn ở mức 1.699 USD mỗi tấn. Giao tháng 9 năm 2021 tăng 29 USD mỗi tấn ở mức 1.679 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Azabica giao tháng 7 năm 2021 tăng 4,85 CLB ở mức 157.25 CLB. Giao tháng 9 năm 2021 tăng 4,4 CLB ở mức 157,8 CLB. Giá cà phê cuối tuần tăng cực mạnh. Dô ta có phiên tăng thứ ba liên tiếp. Kết thúc phiên, giá bán tháng 7 cao hơn giá tháng 9 là 20 USD mỗi tấn. Nguyên nhân đạt tăng của thị trường do những tín hiệu tích cực của chính sách tiền tệ, tài chính của Mỹ. Nổi bật là việc Tổng thống Biden và nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đã thống nhất gói 579 tỷ USD ngân sách dành cho cải tiến hạ tầng. Thông tin trên liền khiến giá hàng hóa trên các sàn phái sinh đều tăng, trừ ca cao và gạo. Bên cạnh đó, nguồn cung từ các quốc gia Đông Nam Á đang tiếp tục bị tắc nghẽn do giá cước container quá cao. Tại Indonesia, vụ thu hoạch 2021 đã bắt đầu với dự báo đạt 9,4 triệu bao Robusta và 1,3 triệu bao Azabica. Xuất khẩu cà phê của nước này trong năm 2021 ước đạt 7 triệu bao. Theo dữ liệu thương mại của chính phủ từ Sumatra, Đảo sản xuất cà phê chính của Indonesia, xuất khẩu cà phê Robusta của đảo trong tháng 4 năm 2021 đạt 193.460 bao, giảm 81.388 bao, tức giảm hơn 29,61% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Nông nghiệp Mỹ, USDA đã ước tính sản lượng cà phê của Việt Nam vụ tới, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 sẽ tăng 6,31% so với vụ hiện tại, đạt 30,83 triệu bao gồm 29,68 triệu bao Sobuta và 1,15 triệu bao Azabika. Giá tiêu hôm nay ngày 26 tháng 6, thế giới nối dài đà giảm, thấp nhất 72.500 đồng mỗi kg, không ngủ ạt mở rộng diện tích trồng tiêu. Tính đến 0 giờ 15 phút ngày 26 tháng 6, giá tiêu giao ngay tại sàn Chi, Ấn Độ ở mức 41.850 rupita, cao nhất 41.064,3 rupita, thấp nhất giảm so với phiên trước đó. Cập nhật giá tiêu thế giới Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, tính đến 0 giờ 15 phút ngày 26 tháng 6, giá tiêu giao ngay tại sản chi, Ấn Độ ở mức 41.850 rupita, cao nhất 41.064,3 rupita, thấp nhất, giảm so với phiên trước đó. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với du kỳ Ấn Độ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 là 311,96 Việt Nam đồng EZN. Giá tiêu trong nước Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch ở mức từ 72.500 đến 75.500 đồng mỗi kg tại các địa phương. Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Gia Lai thấp nhất thị trường khi ở mức 72.500 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai, 73.000 đồng mỗi kg, Đạn Nông, Đà Lạt 73.500 đồng mỗi kg, Bình Phước, 74.500 đồng mỗi kg và Bà Rịa, Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 75.500 đồng mỗi kg. Giá thu mua hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đà Nông đang có xu hướng tăng cao, hiện nay dao động khoảng 70.000 đến 73.000 đồng mỗi kg, tăng khoảng 2 lần so với thời gian trước. Nhiều hộ nông dân trên địa bàn đã mở rộng diện tích cây tiêu. Theo ngành nông nghiệp tỉnh Đá Nông, do người dân oạt trồng hồ tiêu nên các loại vật tư và giống các loại cây tiêu tăng cao. Trong 2 năm trở lại đây, giá trụ tiêu từ 60.000 đến 70.000 đồng mỗi trụ thì nay tăng gấp 2 lần với giá 120.000 đồng mỗi trụ. Giá tiêu giống trước đây 3.000 đồng mỗi bầu thì nay tăng từ 5.000 đến 6.000 đồng mỗi bầu. Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đán Nông cho biết, hiện nay trước tình hình giá hồ tiêu đang có dấu hiệu hồi phục, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã mở rộng diện tích. Hiện, ngành nông nghiệp tỉnh Đán Nông khuyến cáo các địa phương và người dân cần áp dụng quy trình sản xuất hồ tiêu theo hướng bền vững, chú trọng canh tác hữu cơ, đồng thời không sử dụng lại trụ tiêu cũ của các diện tích đã bị nhiễm bệnh, chết để trồng mới. Đối với diện tích hồ tiêu tái canh nông dân phải xử lý đất, cần có thời gian luân canh từ 1 đến 2 vụ để giảm bớt mầm bệnh đang tồn dư trong đất. Ngoài ra, người dân không nên mở rộng hoạt diện tích trồng tiêu cần bám sát đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị sản phẩm hồ tiêu Đắk Nông. Tính đến cuối năm 2020, tổng diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã vượt 34.000 ha, cao hơn 7.000 ha so với diện tích quy hoạch hồ tiêu của tỉnh đến năm 2030. Đắk Nông là địa phương có điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển cây hồ tiêu, đây là một trong những cây trồng chủ lực được người dân sản xuất lâu năm tỉnh hiện có hai vùng sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích hơn 1.500 ha tại hai xã Thuận Hà và Thuận Hạnh, huyện Đà Song.